đàn cá cực lớn áp bờ, ngư dân thỏa sức lấy rổ, xúc được hàng tấn. Sáng ngày 12 tháng 7, tại bờ biển xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, người dân địa phương phát hiện một đàn cá cực lớn áp vào bờ, nên răng lưới vây bắt rất dễ dàng, thu về hàng chục triệu đồng. Ông Nguyễn Sĩ Huyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, rạng sáng ngày 12 tháng 7, tại bờ biển thuộc thôn Chùa của xã Cẩm Nhượng, một đàn cá màu áp vào bờ. Ngay sau đó, một số hộ dân địa phương phát hiện đã đưa lưới ra vây bắt, được hơn 3 tấn. Loại cá này có giá 20.000 đồng 1 kg. Tính ra, họ trúng lộc thu về được 60 triệu đồng mà không cần phải dong thuyền ra khơi. Hiện tượng này là bình thường, thi thoảng vẫn xảy ra. Cá áp bờ vẫn còn sống, chứ không phải chết dạt vào bờ đâu, ông Huyền khẳng định. Hình ảnh người dân trúng đàn cá áp bờ nói trên được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều người xem, bình luận. Cấp chứng minh thư cho cá. Với quyết tâm của một ông chủ làm nông nghiệp trong thời đại 4.0, ông Tựu đã thực hiện đeo chứng minh thư cho từng con cá của mình. Trong khi chứng minh thư điện tử cho người còn chưa được áp dụng tại Việt Nam, thì một lão nông ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã đeo chứng minh thư điện tử cho từng con cá giòn trong lồng nuôi. Giờ đây, khách mua cá và người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc chỉ bằng việc quét mã vạch gắn trên từng con cá. Hiểm họa cá lậu và kế hoạch cho dài lâu. Những hồ nuôi kiểu phong trào không cần ai chứng nhận, không cần ai giám sát, sản xuất ra chưa khép kín được quy trình đến tiêu dùng, còn ông Tựu thì ngược lại. Ông đăng ký bản quyền con cá của mình với Cục Sở hữu Trí tuệ từ năm 2014, với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Hải Dương từ mấy năm nay. Thịt cá giòn phải hội tụ đủ 5 tiêu chí như dai, giòn, ngọt, thơm, đặc trưng và không tanh khi chế biến chín. Thiếu một trong năm tiêu chí là chưa đạt chuẩn, bởi khó tính là thế nên nuôi không cẩn thận sẽ bị lỗi, nhất là hàng qua mùa đông. Nhưng ở cơ sở chuyên nghiệp như ông Tựu, tỷ lệ giòn đạt tới 98-99%. Nương theo danh tiếng của ông, một số cơ sở nuôi cứ chở hàng lên Hà Nội bán rồi mạo danh đây là cá nhà ông Tựu, khiến ông ngớ ngẩn cả người khi biết chuyện. Hết bị cạnh tranh xấu bởi hàng nội, lại thêm nạn cá ngoài trang biên. 10 năm về trước đã có trắm giòn sang Việt Nam vào dịp cuối năm 2017, lại thêm cá chép giòn, tất cả đều là hàng tươi sống nhập lậu, hình thức giống hệt hàng nội, cũng giòn, cũng dai mà lại bán rẻ hơn, từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1 kg. Không ai dám đảm bảo độ an toàn thực phẩm của những con cá nhập dạng trôi nổi ấy. Chính vì vậy mà ông quyết tâm lắp chứng minh thư điện tử cho từng con cá khi xuất hàng. Đó là một loại tem dùng một lần chịu nước, được gắn lên vây cá. Khách hàng chỉ cần dùng điện thoại thông minh có nối mạng, quét vào là có thể xem từ video quá trình sản xuất, địa chỉ trang trại đến những thông tin khác. Hàng bị lỗi chỉ cần mang cá, mang tem trả lại ông Tựu là xong. Cách đây chừng 13 đến 14 năm, có một trang trại ở đầu đường láng Hòa Lạc đã bí mật nuôi cá giòn dưới sự chỉ đạo về kỹ thuật của hai chuyên gia Trung Quốc và thắng đậm nhờ giá bán đến gần nửa triệu đồng trên 1 kg. Được một người trong ngành dẫn mối, tôi mới phá bỏ được sự đề phòng của các chuyên gia ngoại, tìm cách tiếp cận rồi viết bài phản ánh về nghề nuôi mới này, dù rằng chẳng hề được nếm thử xem miếng thịt cá giòn khân khật ngon như miếng tràng lợn nó ra sao. Khi bài lên, chuyện trở thành đặc biệt nghiêm trọng đối với hai chuyên gia Trung Quốc nọ khi họ bị chỉ trích kịch liệt vì dám tiết lộ bí mật quốc gia cho nhà báo nước ngoài. Chuyện lạ sầu riêng 19.000 đồng trên 1 kg, dân nùn nùn kéo đến ăn thả ga. Trong khi sầu riêng bán trên thị trường từ 60.000 đến 90.000 đồng trên 1 kg, thì ở miền Tây có một nơi chỉ bán giá 19.000 đồng trên 1 kg, nên người dân ngồi đùn kéo đến ăn thả ga. Những ngày gần đây, người dân ở Bến Tre và một số nơi kéo đến vựa cây giống nằm trên quốc lộ 57, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để ăn sầu riêng với giá khó tin 19.000 đồng trên 1 kg.
Nhiều người cho biết hiện sầu riêng trên thị trường có giá dao động từ 60.000 đồng đến 90.000 đồng trên 1 kg, nên thấy địa điểm nói trên bán sầu riêng chỉ 19.000 đồng trên 1 kg, họ rất bất ngờ. Sầu riêng trên thị trường rẻ nhất hiện nay cũng 60.000 đồng trên 1 kg, nhưng không ngờ ở đây chỉ bán với giá 19.000 đồng trên 1 kg. Ban đầu nghe mọi người nói tôi cũng không tin, giờ đến đây ăn và trả tiền thì đúng sự thật, quá bất ngờ, cả nhà ăn thỏa thích, nhưng chưa đến 200.000 đồng, chị Trinh ở Bến Tre nói. Nhiều nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn khi hay tin có điểm bán sầu riêng siêu rẻ này cũng chạy xe xuống thưởng thức. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ vựa cây giống nơi bán sầu riêng siêu rẻ này nói, khoảng nửa tháng nay bà nhập sầu riêng từ Tây Nguyên về để lấy hạt ươm cây giống. Lúc đầu bà chỉ định bán một phần ít trong số sầu riêng nhập về, nhưng không ngờ khách lại tới quá đông đến nỗi sầu riêng không kịp chín để phục vụ khách. Có bữa khách quá đông mà sầu riêng không kịp chín nên tôi phải đóng cửa tiệm. Hiện mỗi ký sầu riêng lấy từ Tây Nguyên về để lấy hạt ươm giống có giá 40.000 đồng. Bà Ngân nói và cho biết khách đến ăn sầu riêng phải ăn tại chỗ để hạt lại. Bà Ngân cũng tiết lộ giá hạt sầu riêng để ươm hiện nay khoảng 90.000 đồng trên 1 kg. Hạt sầu riêng được thu mua, vía cao hơn quả. Gần đây tại một số tỉnh của Tây Nguyên, hạt sầu riêng được thu mua với giá từ 50-75.000 đồng 1 kg. Hơn một tháng nay, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Năm nay ngoài việc mua bán sầu riêng thành phẩm, thì hạt sầu riêng cũng được các thương lái thu mua với mức giá khá cao. Theo giải thích ban đầu, do giá sầu riêng tăng mạnh, gần đây nông dân các tỉnh Tây Nguyên đầu tư vào trồng loại cây này khá nhiều. Thêm vào đó, các cơ sở ươm giống ở miền Tây cũng có nhu cầu lớn về hạt và cây giống. Chính vì lý do đó mà hạt sầu riêng năm nay được thu mua nhiều hơn và giá cả cao gấp 5-6 lần so với năm ngoái. Qua tìm hiểu, do quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng, thủ phủ sầu riêng của Lâm Đồng, nhiều chủ vựa sau khi bán sầu riêng cho khách, thu mua luôn hạt với mức giá mua vào từ 50.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Như vậy khi mua sầu riêng về ăn, khách hàng bán lại hạt thì được gần bằng giá trị mua quả thành phẩm ban đầu. Tại vựa trái cây Thạnh Lệ, trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng, cho biết giá sầu riêng G6 là 60.000 đồng 1 kg, Thái Lan 70.000 đồng 1 kg, sầu riêng hột giá 40.000 đồng 1 kg. Đối với những trái to, trong khi đó, thu mua hạt sầu riêng đã mua vào với giá 65.000 đồng 1 kg hạt. Cứ mua sầu riêng, mất công lột cơm ra rồi bán hạt thì đều lời, vì đa số sầu riêng hạt rất to. Ở đây hạt loại nào cũng mua giá đó, trừ những hạt lép ra. Tôi cũng không biết người ta mua hạt về ươm hay làm gì, nhưng thấy thương lái họ thu mua thì chúng tôi cũng mua, rồi bán lại kiếm lời thôi, người bán hàng tên Thạnh cho biết. Anh Tấn Nghĩa, một người dân tại Lâm Đồng chia sẻ, mọi năm hạt sầu riêng sau khi ăn xong đều được vứt đi, hoặc luộc lên ăn. Năm nay các thương lái thu mua, với giá gần bằng giá trị của một quả sầu riêng. Làm mình thấy, mua sầu riêng về ăn khá là lời. Theo khảo sát của chúng tôi, trong một nhóm về nông nghiệp, trên mạng xã hội, có một số nơi hạt sầu riêng được thu mua lên tới 85.000 đồng 1 kg. Bạn Mai Bùi chia sẻ, giá tới tay các chủ vườn ươm là 85.000 đồng 1 kg, còn đối với thu mua chỉ dừng ở mức giá từ 66.000 đến 75.000 đồng 1 kg. Hay bạn Huỳnh Tín ở huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá hạt sầu riêng tại các vựa trái cây được thu mua ở mức 70.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, khi tìm hiểu trên mạng, giá bán của 1 kg hạt sầu riêng thậm chí còn cao hơn nhiều so với sầu riêng thành phẩm, khi giá được đẩy lên thành 150.000 đồng 1 kg tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ cơn bão hạt sầu riêng, giá của những cây giống cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khảo sát của chúng tôi, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống trực tuyến tại thành phố Buôn Ma Thuột, nơi Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên đặt trụ sở, và người dân nơi đây thì hiện nay cây sầu riêng giống có giá từ 85.000 đến 120.000 đồng một cây, tùy theo từng giống, tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng cây so với năm ngoái. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cảnh báo bà con nhân dân không nên đổi hay tích trữ giống, vì rất có thể đây là hiện tượng nhất thời của thị trường.